Sống An Nhân xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong vô vàn những thực phẩm tốt cho sức khỏe thì trứng là loại thực phẩm rất giàu protein. Trứng vừa thân thuộc, vừa gần gũi với chúng ta và đơn giản trong cách chế biến phải không quý vị? Chúng ta thường chế biến các món ăn từ trứng như trứng luộc, trứng rán hay trứng xào mướp đắng. Tuy nhiên, chúng ta thường không để ý đến những thực phẩm kiêng kỵ với trứng trong các món ăn hàng ngày. Do đó, không ít người gặp phải những rủi ro đáng tiếc khi ăn trứng và đã có nhiều trường hợp người sử dụng gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Việc ăn trứng sai cách trong một thời gian dài còn dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về ung thư. Vậy đâu là những thực phẩm tuyệt đối không được kết hợp cùng với trứng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin này trong video của Sống An Nhiên ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây là 9 loại thực phẩm kiêng kỵ về trứng bạn nên lưu ý nhé. Thực phẩm kiêng kỵ đầu tiên phải kể đến đó là củ tỏi. Củ tỏi đã không còn quá xa lạ với chúng ta phải không ạ? Các bạn thường dùng tỏi như thế nào? Nhắc đến tỏi thì chắc chắn ai trong số chúng ta cũng đều biết tỏi chính là một loại gia vị thơm ngon cho các món ăn như rau muống xào tỏi, cánh gà nướng bơ tỏi hay là món cơm chiên tỏi. Bạn đã bao giờ ăn chưa nhỉ? Theo Đông y, tỏi có vị cay, tính ôn, hơi độc, do đó tỏi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, chữa tiểu tiện khó, bụng trướng đầy, tiêu nhọt. Còn trứng lại rất giàu protein và bổ dưỡng. Trong lòng đỏ trứng gà có 13,6% đạm, 29,8% béo và 1,6% chất khoáng. Những thành phần và axit amin này đều tốt và toàn diện. Theo bác sĩ An Thị Kim Cúc, nguyên phó chủ nhiệm khoa sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, khi tỏi được chiên quá cháy xém sẽ tạo ra một chất rất độc. Vì vậy, chúng ta không nên ăn trứng cùng với tỏi nhé. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng giải thích rằng, trứng với tỏi là những thực phẩm đại kỵ và nếu ăn chúng cùng với nhau sẽ gây ra những phản ứng xấu cho cơ thể. Bởi vậy, trong dân gian thường truyền miệng nhau rằng trứng vịt lẫn tỏi than ôi, ăn vào chắc chết mười mươi rõ ràng. Từ xưa, dân gian đã nhắc nhở chúng ta trong việc chế biến các món ăn tránh những thực phẩm đại kỵ. Do đó, nếu thực phẩm nhà bạn có món rau muống xào tỏi hoặc món ăn nào đó có dùng tỏi thì bạn không nên thêm món trứng vào bữa cơm nữa nhé. Kẻo gây hại cho sức khỏe của chính mình và những người thân trong gia đình đấy. Thứ hai, đó chính là sữa đậu nành. Sữa đậu nành là đồ uống rất quen thuộc đối với chúng ta phải không nào? Hầu hết, mọi người đều có thói quen sử dụng sữa đậu nành trước và sau mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, chúng ta lại không hề biết rằng uống sữa đậu nành cùng với trứng sẽ khiến bạn gặp một số vấn đề về sức khỏe. Trong sữa đậu nành có chứa protein thực vật, chất béo, chất dinh dưỡng bao gồm vitamin, khoáng chất. Khi bạn ăn trứng cùng với uống sữa đậu nành, thì protein trong trứng kết hợp cùng với trypsin trong sữa đậu nành làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở, làm giảm tỷ lệ hấp thụ protein trong cơ thể chúng ta, và sức khỏe của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề đấy. Vậy nên từ giờ, nếu bạn đã ăn trứng thì tuyệt đối không nên uống sữa đậu nành nhé. Thứ ba, đó chính là thói quen sử dụng trà. Các bạn có thấy, đối với người dân Việt Nam ta thì uống trà chính là thói quen từ bao đời nay. Sau mỗi bữa cơm, chúng ta thường sử dụng trà, vừa để tráng miệng, vừa để thư giãn. Tuy nhiên, bạn không biết rằng trong trà có chứa nhiều axit tannic mà trứng là thực phẩm giàu protein. Khi hai chất kết hợp với nhau sẽ làm chậm nhu động ruột, kéo dài thời gian trữ phân trong ruột của bạn. Do đó, uống trà ngay sau khi ăn trứng được coi là lựa chọn sai lầm, gây ra táo bón, thậm chí tạo thành chất gây ung thư nếu bạn vẫn thường xuyên giữ thói quen đó. Các bạn hãy lưu ý không uống trà sau khi ăn trứng nhé! Thực phẩm đại kỵ thứ tư là ốc lợn. Ốc lợn chính là món ăn được nhiều người ưa thích, thơm ngon và rất bổ dưỡng. Từ ốc lợn, bạn có thể chế biến các món ăn khác nhau như ốc lợn hấp lá ngải cứu, ốc lợn trộn rau húng. Bạn có biết việc bổ sung ốc lợn sẽ giúp bạn bồi bổ xương khớp, cải thiện được chứng đau đầu, chóng mặt và suy nhược thần kinh hay không? Tuy nhiên, nhiều người trong số chúng ta khi ăn trứng đều dùng chung với ốc lợn. Do đó, bạn sẽ làm tăng cholesterol trong máu, làm người ăn bị chứng cao huyết áp đột ngột. Nếu không được phát hiện kịp thời, người bệnh sẽ dẫn đến tử vong rất cao. Vậy nên, từ giờ bạn hãy lưu ý giúp Sống An Nhiên rằng đã ăn trứng chớ ăn cùng ốc lợn nhé. Và các món thịt ngỗng, thỏ, rùa cũng là những thực phẩm kiêng kỵ với trứng. Thịt ngỗng, thịt thỏ hay thịt rùa là những loại thực phẩm có thể chế biến được rất nhiều món ăn độc đáo và là đặc sản của nhiều vùng miền nữa đấy. Theo các chuyên gia, trong thịt ngỗng, thịt thỏ đều có chứa tính hàn và vị ngọt. Do đó, khi bạn kết hợp cùng nhau sẽ tạo ra những phản ứng kích thích cho đường tiêu hóa của bạn đấy. Không những vậy, dạ dày của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vậy nên, khi chế biến các loại thịt trên, bạn cần tránh kết hợp với trứng nhé. Thực phẩm kiêng kỵ tiếp theo khi ăn cùng trứng mà bạn cần tránh đó là quả hồng. Quả hồng là loại thực phẩm phổ biến, dễ tìm kiếm và thường xuất hiện trong các bữa ăn của chúng ta. Bạn có biết quả hồng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, ít calo rất tốt cho sức khỏe hay không? Theo các chuyên gia y tế, thì việc sử dụng quả hồng sau khi ăn trứng là thói quen sai lầm mà bạn cần thay đổi. Cũng giống như tỏi, sữa đậu nành, thì quả hồng chính là thực phẩm đại kỵ với trứng đấy. Nếu bạn không may ăn hồng sau khi ăn trứng, thì đừng quá sợ hãi, hãy làm theo hướng dẫn sau đây. Bạn nên uống ngay một cốc nước muối pha loãng, hãy uống nhiều lần để nôn hết chất độc hại trong cơ thể. Bạn cũng có thể sử dụng gừng tươi nghiền nát hòa với nước ấm để uống. Trong các trường hợp cần thiết, bạn cần uống thuốc nhuận tràng để đào thải các chất độc ra ngoài cơ thể một cách nhanh nhất nhé. Do đó, để tránh gây nguy hại cho sức khỏe, sau khi ăn trứng bạn không được ăn hồng nhé. Thực phẩm tiếp theo đó chính là đường trắng. Cũng giống như củ tỏi thì đường trắng là loại gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày phải không ạ? Một số người thường có thói quen ăn trứng gà cùng với chấm đường, hoặc khi chế biến món thịt kho trứng, các bà nội trợ thường dùng đường để lấy màu cho món ăn. Tuy nhiên, việc làm như vậy sẽ làm cho các chất trong trứng gà kết hợp cùng với lysine tạo ra một hợp chất mà cơ thể bạn khó có thể hấp thụ, làm ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, gây nguy hại cho sức khỏe. Vì vậy, bạn không được kết hợp trứng với đường nhé. Thực phẩm mà bạn cần tránh khi dùng trứng là cá chấm. Chúng ta ai cũng biết, cá chấm là loại thực phẩm bổ dưỡng, rất ngon và chắc thịt. Trong cá chấm có tính bình, vị ngọt, không phù hợp với tỏi. Do đó trong quá trình chế biến, bạn chỉ nên ướp cá chấm với thì là và gừng mà không nên sử dụng tỏi nhé. Nếu bạn vô tình kết hợp trứng với cá chấm sẽ dẫn đến thức ăn không tiêu hóa được, gây trướng bụng và dễ sinh ra run sán, rất hại cho cơ thể đó. Không chỉ có thịt ngỗng, thịt tỏ hay thịt rùa là thực phẩm đại kỵ với trứng mà cá chấm cũng chính là một trong số những thực phẩm bạn tuyệt đối tránh khi kết hợp với trứng nữa đấy. Thực phẩm cuối cùng đó là thịt ba ba. Các bạn thân mến, thịt ba ba rất ngon và bổ dưỡng nên thường được dùng để tầm bổ cho người già, phụ nữ và đàn ông. Nếu bạn kết hợp thịt ba ba cùng với trứng sẽ là một lựa chọn vô cùng nguy hiểm. Khi bạn ăn cùng lúc sẽ không hề tốt chút nào, thậm chí dẫn tới tình trạng ngộ độc thực phẩm nữa đấy. Đối với những người hay mệt mỏi hoặc đang cảm lạnh, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ tiêu hóa kém thì cần tuyệt đối tránh xa việc ăn thịt ba ba trong và sau khi ăn trứng bạn nhé. Do vậy, khi chế biến trứng, bạn cần tránh sử dụng thịt ba ba để trứng phát huy hết công dụng tốt cho sức khỏe nhé. Ngoài ra, bạn cần lưu ý nhỏ khi ăn trứng như sau. Lưu ý thứ nhất, không ăn trứng sống. Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng ăn trứng sống nhúng vào nước sôi sẽ là cách ăn có thể cảm nhận được trứng thơm, ngọt, không thấy tanh. Nhưng thói quen đó sẽ rất gây hại cho sức khỏe của bạn đấy nhé. Trong trứng gà sống có chứa các protein có kết cấu hóa học chặt chẽ với nhau mà cơ thể không hấp thụ được. Do đó, chúng làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, giảm chức năng của tuyến nước bọt. Điều này sẽ làm bạn ăn không ngon và tiêu hóa kém. Các bạn hãy thay đổi thói quen ăn trứng sống của mình để có một cơ thể khỏe mạnh hơn nhé. Lưu ý thứ hai, không ăn trứng chín đã để qua đêm. Bạn hãy cố gắng ăn trứng hết trong ngày và không nên để trứng qua đêm nhé. Bởi khi để trứng qua đêm, các chất dinh dưỡng trong trứng sẽ sản sinh ra vi khuẩn có hại cho cơ thể con người. Khi chúng ta ăn trứng chứa chất độc hại, sẽ gây hại cho sức khỏe, tiềm ẩn nguy cơ mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Do vậy, hãy bỏ thói quen sử dụng trứng đã chín để qua đêm đi bạn nhé. Lưu ý thứ ba, không dùng các loại thuốc chống viêm. Trứng có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, rất giàu protein phải không nào? Do đó, những người mắc bệnh về tiêu hóa nên hạn chế không ăn trứng, tránh làm tăng gánh nặng cho dạ dày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hấp thụ và tiêu hóa thức ăn. Lưu ý thứ tư, không ăn trứng quá nhiều. Như các bạn đã biết, trứng được gọi là vitamin tổng hợp của thiên nhiên. Lòng đỏ trứng là một kho tàng dinh dưỡng rất phong phú, giàu protein, vitamin cần thiết cho cơ thể. Chỉ cần 2 lòng đỏ trứng mỗi sáng, lượng cholesterol vượt quá mức cho phép. Mỗi quả trứng trung bình chứa 17g, chứa tới 220mg cholesterol, nhiều chất béo. Khi bạn ăn quá nhiều trứng, sẽ gây ra dư thừa chất dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng béo phì, tạo thêm gánh nặng cho gan và thận. Bạn không nên ăn quá 3 lòng đỏ quả trứng mỗi tuần, còn lòng trắng trứng không hạn chế vì chúng rất tốt cho sự phát triển cơ bắp của bạn đấy. Đối với những người bị sốt thì không được ăn trứng gà, thay vào đó bạn nên uống nhiều nước và pha thêm một chút muối. Đặc biệt, việc bổ sung nhiều rau quả tươi rất cần thiết cho cơ thể đấy nhé. Hay đối với những người vừa mới ốm dậy, người có sức đề kháng yếu không nên ăn trứng sống hay luộc chưa chín. Bởi như vậy sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn, khiến bạn dễ mắc tiêu chảy. Vì vậy, bạn không nên ăn trứng quá nhiều để tránh mang bệnh vào thân nhé.
Vừa rồi, Sống An Nhiên đã chia sẻ 9 loại thực phẩm mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chúng ta không được kết hợp cùng trứng để tránh những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe. Các bạn hãy lưu tâm để bữa cơm của gia đình vừa ngon vừa an toàn nhé! Ngoài việc lưu ý những thực phẩm kiêng kỵ khi kết hợp cùng trứng, thì ăn trứng như thế nào để đảm bảo hấp thụ tối đa được hàm lượng dinh dưỡng phong phú của loại thực phẩm này cũng là điều quan trọng mà chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ càng. Ngay sau đây sẽ là những chia sẻ của chuyên gia về bí quyết chế biến và cách ăn trứng hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, mỗi ngày nên ăn một quả trứng gà sẽ cung cấp cho cơ thể rất nhiều lợi ích. Các bạn thường xuyên ăn trứng vào thời điểm nào trong ngày? Có người ăn vào buổi sáng, nhưng cũng có người lựa chọn ăn vào buổi trưa hoặc chiều tối. Vậy ăn trứng gà vào thời điểm nào để trứng phát huy hết những công dụng tốt cho sức khỏe? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau đây. Vào buổi sáng, khi cơ thể bạn vừa được nghỉ ngơi sau một thời gian từ 7 đến 8 tiếng, lúc đó, bạn ăn trứng gà thì cơ thể sẽ hấp thụ được tối đa các chất dinh dưỡng trong trứng. Trứng giúp bạn tối đa hóa sự hấp thụ protein và các hàm lượng dinh dưỡng khác. Bạn có thể sử dụng trứng kết hợp với các loại thực phẩm khác như bánh mì, xôi để giúp bữa sáng của bạn trở nên ngon miệng hơn. Theo các nhà khoa học đã chứng minh, cho dù bạn ăn trứng bất kỳ lúc nào, nhưng việc ăn trứng vào buổi sáng chính là thời điểm vàng trong ngày. Tác dụng mà nó đem lại sẽ tăng lên gấp bội đấy nhé. Ăn trứng gà vào buổi sáng giúp bạn cải thiện trí nhớ, bảo vệ thị lực. Vậy tại sao chúng ta không thường xuyên ăn một quả trứng gà vào buổi sáng để cơ thể bạn tràn đầy năng lượng cho ngày mới bắt đầu nhỉ? Hầu hết, chúng ta thường có thói quen ăn càng nhiều càng tốt. Vậy ăn trứng bao nhiêu quả mỗi ngày sẽ tốt cho cơ thể? Chẳng ai có thể phủ nhận những giá trị dinh dưỡng của trứng gà đối với sức khỏe. Trong trứng gà có nguồn chất béo rất quý mà các thực phẩm khác lại chứa rất ít. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn 4 đến 5 quả trứng một tuần là đủ. Đặc biệt, đối với những người to khỏe hay đang tập thể hình thì bạn có thể ăn mỗi ngày một quả. Để trứng có thể phát huy tốt công dụng thì bạn nên bổ sung thêm các chất như hoa quả, trái cây có chứa nhiều hàm lượng vitamin C, tăng cường sự hấp thu sắt trong cơ thể. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn trứng sao cho vừa đủ để cơ thể hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng của nó nhé. Nên ăn trứng sống hay chín? Mỗi chúng ta đều có khẩu vị ăn khác nhau, có người ăn được trứng sống và họ cho rằng ăn trứng sống tốt hơn trứng đã nấu chín. Theo các bạn, chúng ta nên chọn cách ăn nào để khỏe mạnh? Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khoa dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng khoảng 90% protein trong trứng nấu chín được hấp thu, nhưng chỉ 50% được hấp thu trong trứng sống. Các chất protein trong trứng nấu chín dễ tiêu hóa hơn so với protein trong trứng sống. Khi bạn ăn trứng sống sẽ không hấp thụ được tất cả protein, dễ gây đầy hơi cho bạn đấy. Các chuyên gia khuyên rằng bạn không nên ăn trứng sống, bởi ăn trứng sống có chứa vi khuẩn sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Người dễ bị ảnh hưởng từ nhiễm khuẩn bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do hệ thống miễn dịch của chúng chưa trưởng thành. Nếu phụ nữ mang thai sử dụng trứng sống sẽ gây ra những triệu chứng dẫn đến sinh non. Không chỉ có phụ nữ mang thai cần tránh, mà những người trên 65 tuổi thường dễ gặp các trục trặc do các bệnh nhiễm khuẩn ở thực phẩm. Đặc biệt, với người bị suy giảm miễn dịch, có bệnh tiểu đường, HIV và u ác tính cũng không nên ăn trứng sống để tránh nguy hại cho sức khỏe nhé. Nếu bạn đã chán với những món trứng luộc thì bạn có thể chế biến bằng cách rán, ốp la hay hấp để các món ăn được đa dạng mà vẫn bổ dưỡng cho sức khỏe nhé. Để thực hiện món trứng gà rán hoặc ốp, bạn nên để lửa nhỏ, thời gian lâu một chút cho lòng đỏ vừa chín. Khi bạn để lửa to, dễ khiến bên ngoài bị cháy, bên trong chưa chín. Đặc biệt, các bạn cần lưu ý lòng trắng trứng bị cháy sẽ rất khó hấp thu, tiêu hủy các vitamin tan trong nước như vitamin B1, B2. Luộc trứng là cách đơn giản, nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng đâu nhé. Trứng cho vào cùng nước lã và đun sôi. Khi nước sôi, bạn hãy vặn nhỏ lửa và đun khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Ngâm trứng trong khoảng 5 phút. Để trứng không bị vỡ khi luộc, bạn có thể cho thêm một ít muối nữa nhé. Vì vậy, ăn trứng chín sẽ là lựa chọn tốt cho cơ thể bạn đó. Ăn trứng gà hay trứng vịt tốt hơn? Quý vị khán giả thường lựa chọn sử dụng trứng vịt hay trứng gà cho thực đơn hàng ngày của gia đình mình vậy? Trong trứng gà rất giàu vitamin, trứng vịt chứa nhiều calo và chất béo. Vì vậy, các bác sĩ dinh dưỡng khuyên mỗi ngày bạn chỉ nên ăn một quả trứng và chọn trứng gà. Trong trứng gà ít calo và cholesterol hơn nên rất phù hợp với những người huyết áp cao, tim mạch. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi bằng trứng vịt để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nhé.
Các bạn thân mến, vậy là qua 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn 9 loại thực phẩm tuyệt đối không được ăn kết hợp với trứng như tỏi, thịt ngỗng, đường trắng. Và thực phẩm thứ 9 chúng ta cần tránh khi kết hợp với trứng là gì nhỉ? Quý vị và các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video để chúng ta cùng ghi nhớ nhé! Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý ăn trứng sao cho đúng cách để giúp hấp thu tối đa chất dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên theo dõi video mỗi ngày để ủng hộ Sống An Nhiên nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.